Dạ rồi, con chào cô nha. Rồi chào ba chị em. Dạ vâng, hôm nay gia đình nhà mình về đây nhờ đội hiệp sĩ Thanh Hải giúp đỡ vụ việc gì ạ? Dạ, em xin đại diện gia đình của em. Nói lớn lên chị gái ha. Dạ, em là Mỹ Vệ, là chị ruột của em Nguyễn Quốc Hoa. Xin đại diện gia đình đỡ trình bày với anh và đội nhóm của anh Thanh Hải. Em của em tên là Nguyễn Quốc Hoa, là 33 tuổi, là quê ở Phú Cần, An Thọ, Tuy An, tỉnh Phú Yên, và vào bệnh viện Trung ương 2, tâm thần Trung ương 2, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai, và nhập viện là ngày 4 tháng 7 dương năm 2023. Thì ngày đó thì bác sĩ cho vào danh sách nhập viện và cũng vào thuốc nằm ở phòng cấp cứu. Và tối đó là tầm 1 giờ 30 sáng thì ba ruột có trực em, thì ba ngủ quên, cho nên em đã cởi đồ cái quần ra của bệnh viện ra và mặc cái quần đùi với cái áo của bệnh viện, và em đã trốn qua đường cửa sổ của bệnh viện tâm thần Trung ương 2 của thành phố. Từ đó thì cho tới bây giờ là ngày thứ 9 thì gia đình tìm em vẫn chưa có, và hiện tại gia đình rất là hoang mang và nhờ đội nhóm của anh Thanh Hải giúp đỡ để tìm em mau chóng với gia đình ạ. Dạ rồi, chị có thể giới thiệu chị họ tên là gì? Dạ, em là chị ruột tên là Nguyễn Thị Mỹ Vệ. Dạ. Còn đây là anh ruột là Nguyễn Quốc Bảo, và đây là mẹ ruột là Trần Thị Tự, và đây là anh rể là Huỳnh Ngọc Huy. Dạ rồi, em xin phép chị em một chuyện trò với cô ha. Cô một lần nữa, cô có thể giới thiệu lớn lên cô họ tên là gì cho tất cả cô chú anh chị cộng đồng mạng được biết. Con mời cô. Tên của cô hả? Dạ. Trần Thị Tự. Cô là mẹ đúng không ạ? Cô nói chuyện lớn lên giúp con ha. Tôi là mẹ. Dạ. Là cô từ Phú Yên. Từ Phú Yên vào Bình Dương để nhờ anh em đội hiệp sĩ của Thanh Hải giúp đỡ vụ việc, đó là tìm con. Con trai nhà mình tên là gì cô? Nguyễn Quốc Hoa. Nguyễn Quốc Hoa. Năm nay bao nhiêu tuổi rồi cô ha? 33 tuổi. Con trai nhà mình có dấu hiệu tức là đang bị bệnh tâm thần đúng không ạ? Đúng. Bị lâu chưa cô ha? Bị đi hơn 17 tuổi một lần. Còn đi tái phát lại. Năm nay là em nó là ba mấy? 33. 33 mà bị từ năm 17 ạ cô? 17 thì mạnh nhưng mà nhảy bình thường. Cái nguyên nhân lý do gì mà dẫn tới tình trạng của con nhà mình năm 17 tuổi bị bệnh tâm thần? Hồi đấy nó sốt, viêm não nhật bản. Viêm não như bệnh viện họ Chợ Rẫy cho biết nó là di chứng. Dạ, sau khi mà gia đình nhà mình biết được cái sự việc là con trai nhà mình đã bị bệnh tâm thần và đã có đưa vào Biên Hòa để điều trị đúng không ạ? Đúng rồi. Mình điều trị ở Biên Hòa lâu chưa? Đây hồi đấy là nó 17 tuổi rồi, nay mười mấy năm nó trở lại. Không, ý của con họ đã đưa vào Biên Hòa để điều trị cái thời gian gần này này lâu chưa cô? Ngày 4 tháng 7. Được, ngày 4 tháng 7 là bắt đầu đưa vô một bữa, bắt đầu ngày 5 là trốn đi. 8 giờ sáng nhập viện, tối 2 giờ 1 rưỡi tới 2 giờ đêm là... Anh là anh ruột. Đúng rồi. Dạ, tức là em trai nhà mình trước cái lúc mà chưa vào Biên Hòa thì ở nhà có thường xuyên bị lên cơn không? Đúng rồi, lên cơn. Dấu hiệu nặng nhất là cái tình huống như thế nào? Tình huống là chuyên gia dọn rác. Ta gọi là bình sạch sẽ. 12 giờ đi mới là 2 giờ sáng bây giờ là đi lấy thuốc hút cô nậu. Rất là nghiện thuốc lá. Nghiện thuốc lá hả? Có hay nói liên thuyên không? Cũng là khi bệnh nào? Khi lớn lên cơn. Lâu có thường xuyên lên cơn không ạ? Hay lâu lâu mới lên cơn? Lên cơn bằng đêm không? Nghe bình thường không ạ? Những lần lên cơn như vậy có quậy phá gì không? Không phải phá mà hay là đi luôn đi. Kiếm thuốc lá chỉ ngồi kiếm thuốc lá ha, có la hét gì không ạ? Không la khét mà hay thấy dơ giấy á, thấy rác là gom lại đỡ, tìm cách là đốt cho nó sạch. Đó mà đặc biệt là cái trường hợp mà lúc lên cơn mà gom rác đốt đó ha, rất dễ gây cháy đúng không ạ? Đúng rồi. Gia đình nhà mình được mấy người con cô ha? Ba luôn. Và em bị là thứ mấy ạ? Út hả? Út ha. Vậy là từ năm 17 cho tới thời điểm hiện tại thì gia đình nhà mình đã có nhiều cái phương án để điều trị chưa? Uống thuốc bác sĩ theo lộ trình. Có tác dụng, có đỡ không ạ?
đỡ thì bác sĩ có khuyến cáo là dùng thuốc trong một thời gian sẽ tái bệnh, và bây giờ là tái bệnh nên cần vào bệnh viện để dùng phương pháp nó tối ưu hơn để kìm hãm cái bệnh này, thay vì uống thuốc hàng ngày không còn nữa thì mình tìm đưa vào phương pháp để mà tốt hơn, đúng không ạ? Đúng rồi. Nhưng mà khi vào Biên Hòa rồi thì là đúng một ngày thì em trai nhà mình bỏ trốn. Khi bỏ trốn thì em trai mình mặc bộ đồ màu gì? Một cái quần đùi. Một quần đùi ha. Dạ, và một cái áo bệnh viện. Đi chân không. Có đem theo cái gì đi không ạ? Hoàn toàn không có gì hết. Và tới giờ phút này thì gia đình nhà mình chưa có một thông tin tin tức manh mối gì về em trai. Có manh mối hỏi thăm xung quanh bệnh viện là 4 ngày trước có thấy nó ở gần bệnh viện xin nước uống, và ở đó có trung tâm hội chợ, là thấy em nó vào đó có ở đó chơi, và từ ngày hôm đó tới ngày hôm nay thì hỏi xung quanh đó là họ nói chưa từng gặp lại. Chưa từng gặp lại, đúng không? Đúng đi rồi. Ngày mùng 5 đúng không anh? Dạ đúng rồi, 3 ngày sau thì họ báo là mùng 5 tháng 7, hôm nay là ngày 12 rồi, đúng không ạ? Dạ. Đã cũng đã được 7-8 ngày gia đình nhà mình đã đi tìm kiếm ở những nơi đâu ở Biên Hòa rồi. Xung quanh bệnh viện và ban kính tầm 3 cây đổ lại xung quanh bệnh viện. Nó vẫn không có tin tức ha. Dạ. Thật sự thì lúc này thì gia đình rất là hoang mang và lo lắng. Không biết em trai nhà mình đi ra bên ngoài sẽ gặp điều gì bất ổn. Bởi vì em trai nhà mình không được như những người khác. Rõ ràng. Đúng không ạ? Nên mà gia đình nhà mình vô cùng lo lắng, đặc biệt là lo cho tình trạng sức khỏe cũng như bệnh tình. Dạ. Trên cái video này thì tất cả gia đình nhà mình có lời gì muốn cầu cứu tất cả các cô dì chú bác trên cộng đồng mạng không? Em mời gia đình nhà mình lên tiếng. Dạ. Dạ, mời chị. Em là Mỹ Vệ là chị. Chị nói lớn lên giúp em nha, nói lớn lên. Dạ, kính thưa mọi người, cộng đồng và đến với anh Thanh Hải và đội nhóm thì gia đình rất là tâm huyết, mong muốn cộng đồng bỏ một ít thời gian. Mọi người chung tay giúp đỡ gia đình để chia sẻ cái đoạn video và những cuộc nói chuyện hôm nay của gia đình rất là trân quý, những cái tình cảm của mọi người, mong mọi người chia sẻ nhanh để tìm em nhanh về với gia đình, tại em là không phải như người bình thường, em là một người có bệnh cho nên gia đình rất là thương em và mong sự giúp đỡ của cộng đồng. Đó, gia đình mau chóng đem em về và chữa trị cho em. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Khi mà gặp được video cuộc nói chuyện của gia đình, mong mọi người bỏ một chút tấm lòng sự chia sẻ giúp đỡ của cộng đồng là một sự mạnh mẽ để cho gia đình có tia hy vọng để gặp gỡ lại em. Rất là trân quý những cái tấm lòng của cộng đồng đã chung tay giúp đỡ vì em là một người dân Việt Nam và cả người bệnh, dù có bệnh tâm thần hay là có vấn đề gì cũng mong mọi người hiểu được và đồng cảm được với cái tình máu mủ ruột thịt và đang mất người thân, đang cầu cứu mọi người giúp đỡ. Em rất là cảm ơn và gia đình rất là mong chờ. Chị gái cho em hỏi em trai nhà mình có cái dấu hiệu gì để nhận biết khi gặp bên ngoài không? Dạ, thì em trai của em là cao, một cao 1m tầm 72. 1m72. Dạ, hay cười và đi thì nếu mà nặng khoảng bao nhiêu kg ạ? Nặng tầm 57. Đùa. Còn tầm 68 chứ. 68 à, nhưng mà chắc cái dạo này ốm hơn là chiếc thấp hơn đó. Còn cái hình thù gì khác hơn để nhận biết không? Giống khuôn mặt giống anh trai. Cao như anh trai. Cao hơn anh trai. Nhưng mà ốm hơn. Dạ. Đúng không ạ? Dạ. Đây mọi người, trên cái mí mắt của em nó có cái mục ruồi. Và em đi thì em hay cúi chào và tay hay giơ lên ha. Chưa chào từ nãy nào. Hay cười ha. Và đặc biệt hơn nữa là nếu mà thấy cái trường hợp này mà hay đứng nói liên thuyên một mình, đúng không ạ? Dạ thưa cô chú, thật sự đây là một câu chuyện rất lấy làm buồn của một gia đình ở Phú Yên. Đưa con về bệnh viện Biên Hòa để điều trị thì em trai có dấu hiệu là bệnh tâm thần.
bị bệnh luôn chứ không phải dấu hiệu nữa thưa cô chú anh chị. Thì rất hy vọng rằng cái video này của tất cả các anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải khi mà đăng tải lên trên mạng xã hội, rất mong được sự chung tay góp sức của tất cả cô chú anh chị xem và chia sẻ lan tỏa mạnh mẽ để giúp cho tất cả mọi người. Nếu ai có nhìn thấy em trai như trong hình thì hãy liên lạc trực tiếp về với đội của hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải 0913785858 để đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải giúp đưa em sớm về với gia đình để gia đình tiếp tục có một cái phương án kế hoạch đưa em đi điều trị. Thì rất mong cô chú anh chị hãy chung tay góp sức với đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải để giúp cái hoàn cảnh của cô cũng như của tất cả các anh chị của em trai này được một cách nhanh nhất có thể để gia đình sớm có cuộc đoàn tụ và trở về em trai. Thì gia đình nhà mình có điều gì muốn chia sẻ nữa không ạ? Dạ. Anh trai chỉ mong là mọi người biết tin này là giúp gia đình thôi. Bây giờ không biết nói gì hơn nữa. Thật sự là không biết nói gì nữa thôi. Thật sự mà nói thì đại gia đình nhà mình hiện tại ngay giờ phút này rất là lo lắng và hoang mang. Thứ nhất là không biết em trai của mình, đặc biệt là không biết con của cô ha. Hiện tại bây giờ trên mắt của người mẹ cũng đã rưng rưng nước mắt rồi. Không biết con nhà mình hiện tại bây giờ ở ngoài như thế nào và đặc biệt có được ăn hay không. Và đặc biệt những ngày này là trong cái thời gian mùa mưa, đúng không ạ? Chỗ ăn chỗ ngủ. Và bên ra ngoài với cái dấu hiệu bệnh tật như vậy, không biết con mình có làm cái điều gì nữa không. Nên mà rất là lo lắng, đúng không ạ? Cô có điều gì muốn nói không? Không ha? Xúc động, nghẹn ngào. Dạ. Dạ, con hiểu cái cảm giác của cô, một người mẹ. Mà hiện tại bây giờ con của mình, thứ nhất, cô đau lòng ở cái chỗ là con đã bị bệnh tâm thần. Thứ hai là con bây giờ bên ngoài không biết như thế nào, ăn uống ra sao, sức khỏe, tình trạng, đúng không cô? Dạ rồi, thì cái sự việc của đại gia đình nhà mình thì đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải đã ghi nhận. Sẽ cố gắng hết sức nhá, cô cứ yên tâm nhá. Và khi mà cô và đại gia đình nhà mình về đây thì tất cả các anh em giúp đỡ hoàn toàn miễn phí, cho tới khi tìm được cũng hoàn toàn miễn phí, không nhận tiền bạc quà cáp cũng như hậu tạ ha. Nên gia đình nhà mình cứ yên tâm nha. Và gia đình nhà mình có đồng ý cho tất cả các anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải đăng tải cái video này lên trên khắp các trang mạng xã hội để tìm con trai và tìm em trai mình không? Có đồng ý không ạ? Dạ rất mừng. Rồi đồng ý không còn. Dạ rồi, cuối video này em thay mặt đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải chúc đại gia đình nhà mình nhiều sức khỏe. Và đặc biệt sớm nhận tin vui, đó là sẽ có một cái thông tin manh mối về con trai của cô cũng như em trai của anh chị một ngày gần nhất. Dạ. Em xin phép xin chào và xin hẹn gặp lại cô chú anh chị ở những video tiếp theo. Cảm ơn.